Con đường gốm sứ ven sông Hồng. Trái tim, tình yêu Hà Nội bên hồ Trúc Bạch. Đài phun nước bông sen vàng trong vườn hoa Mai Xuân Thường. Công trình gắn gốm nghệ thuật nhà Hương trong công viên Thống Nhất. Bức tranh gốm cao nhất Việt Nam mô tả vẻ đẹp truyền thống và hiện đại của thủ đô. Lá cờ gốm sứ rộng 312m2 ở đảo Trường Sa lớn. Bức tường gốm sứ dài 24m hình vòng cung với 300 bức ảnh diễn tả lịch sử của Hải quân Việt Nam từ ngày thành lập cho đến nay. Đó là những công trình nghệ thuật công cộng tiêu biểu đã được nữ họa sĩ Thu Thủy thực hiện trong những năm qua. Những tác phẩm của chị thể hiện rõ tình yêu của người họa sĩ với gốm, niềm đam mê với nghệ thuật công cộng. Trong trái tim người nghệ sĩ ấy luôn khát khao được cống hiến, được làm đẹp cho quê hương bằng những gì thân thương, gần gũi nhất. Họa sĩ Thu Thủy. Giải thưởng Bùi Xuân Phái năm 2009. Công dân ưu tú thủ đô năm 2010. Giải thưởng thiết kế quốc tế lần 8 tại Los Angeles. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cúp bạc cuộc thi thiết kế quốc tế ADGI Award and Competition năm 2018. Nhà báo, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Kỷ niệm tuổi thơ của Thu Thủy gắn liền với con đường đê ven sông Hồng. Tình yêu với gốm của chị Thủy bắt đầu từ những chuyến đi tham quan để viết bài ở các làng gốm Bát Tràng, Phủ Lãng. Trong một khóa đào tạo báo chí ngắn hạn quốc tế và có dịp được đi tham quan 7 thành phố châu Âu, nữ họa sĩ đặc biệt ấn tượng khi chiêm ngưỡng các công trình gắn gốm của kiến trúc sư Antonio Gaudí ở Barcelona, Tây Ban Nha. Trở về sau chuyến đi ấy, họa sĩ Thu Thủy luôn trăn trở với suy nghĩ làm sao để giới thiệu được vẻ đẹp của gốm Việt Nam thông qua các công trình nghệ thuật công cộng. Bởi tại Việt Nam, nghệ thuật gốm rất phát triển với các làng nghề gốm danh tiếng từ Bắc vào Nam. Thói quen quan sát của nghề báo, niềm đam mê với hội họa và tình yêu Hà Nội đã khiến Thu Thủy nảy ra ý tưởng trang trí cho đoạn đê sông Hồng, con đường hàng ngày chị đi qua khi đến cơ quan, thành một dấu ấn nghệ thuật trường tồn cùng thời gian, ghi lại mốc son khi Hà Nội tròn nghìn năm tuổi. Phải nói rằng con đê của Hà Nội thực sự là lãng mạn. Khi dòng sông Hồng chảy qua thành phố thì dọc những cái triển đê này, trước đây là những vườn đào Nhật Tân, những đầm sen và những dạng ổi, những con đường mà các đôi nam nữ thanh niên đều đến để đi đạp xe trên những cái triển đê thơ mộng này. Và bản thân tôi khi nhà ở thuộc quận Tây Hồ và trên cái cung đường từ nhà đến cơ quan thì đi trên cái con đê này, tôi đã suy nghĩ nhiều về nó. Và năm 2006, khi đó tôi đang làm ở báo Hà Nội Mới và tôi đã rất xúc động khi tham gia viết một loạt bài báo về cái cuộc khai quật khảo cổ ở trung tâm Hoàng Thành Thăng Long. Một cái dòng chảy lịch sử xuyên suốt từ thời Lý Trần Lê Nguyễn được thể hiện trên những cái họa tiết hoa văn của chất liệu gốm sứ. Một dòng chảy lịch sử đã thể hiện
ngay tại trung tâm trái tim thủ đô, và một cái ý tưởng đã hình thành là làm sao dùng cái chất liệu truyền thống của cha ông để trang trí cho cái dải tường đê bê tông ven sông Hồng. Ngay khi khởi xướng, không ít người đã bày tỏ sự nghi hoặc của mình đối với ý tưởng lãng mạn của họa sĩ Nguyễn Thu Thủy. Không nản lòng, họa sĩ Thu Thủy đã viết thư xin quỹ For Foundation tài trợ, và dự án của chị đã được chấp thuận. Tháng 11 năm 2006, đề án Con đường gốm sứ ven sông Hồng quà tặng Hà Nội nhân kỷ niệm 1.000 năm tuổi đã ra đời. Một năm sau khi họa sĩ Thu Thủy tự bỏ kinh phí làm thử một đoạn tranh, đề án đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt và cho phép triển khai theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Đầu năm 2008, con đường gốm sứ chính thức được triển khai. Con đê tùm cỏ dại trở thành bảo tàng nghệ thuật ngoài trời. Sức mạnh của niềm đam mê và giàu nghị lực của chị đã lôi cuốn những nghệ sĩ Việt Nam và nghệ sĩ nước ngoài chung tay góp sức cho công trình vĩ đại. Khi ấp ủ ý tưởng thực hiện một cái bức tranh chạy dài trên 4 km dải tường đê bê tông sông Hồng, thì tôi đã rất là mong muốn trong cái chừng đoạn đầu tiên là thể hiện được những cái nét đẹp tinh hoa của mảnh đất Thăng Long nghìn năm văn hiến này trên những cái họa tiết hoa văn lưu lại trên đồ gốm từ thời Đông Sơn qua Lý Trần Lê Nguyễn. Một cái lịch sử trải dài của chính mảnh đất Thăng Long này được in dấu trên chất liệu gốm sứ truyền thống của cha ông, và tiếp đó là những cái nét đẹp trong kiến trúc, trong trang phục cũng đã được lưu giữ trên cái bức tường đê bê tông sông Hồng này. Vì vậy cứ đề tài cứ triển miên rất là phong phú, không đoạn nào lặp lại đoạn nào, và dần dần từng cái nét đẹp của thủ đô đã được giới thiệu trên cái chất liệu gốm sứ và được hiển hiện hàng ngày trên con đê bê tông sông Hồng. Tôi rất là vui khi được nghe phản hồi từ các bạn khách du lịch quốc tế rằng khi ngắm con đê này, chúng tôi mỗi ngày lại phát hiện ra những cái điều rất là mới mẻ, rất là thú vị về thủ đô Hà Nội của các bạn. Công trình đã nhận được giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội năm 2008. Và được tổ chức Guinness Thế giới công nhận là bức tranh ghép gốm sứ dài nhất thế giới, dài xấp xỉ 3,85 km. Đây là lần đầu tiên em đi lên đây, em thấy rất là đẹp ạ. Và em thấy rất là vui vì con đường này được làm bằng chất liệu gốm sứ, một chất liệu rất là đặc trưng của dân tộc Việt Nam. Với cả những câu chuyện kể trên tường này rất là hay ạ, em thấy nó ý nghĩa. Em biết có những điều câu chuyện em không biết đến, nhưng mà nhờ bức tường này em biết được. Thời xưa là cái con đường gốm sứ là một cái đê thôi, không ai chăm sóc cái gì là đấy. Từ hồi có con đường gốm sứ xây cách đây mấy năm rồi đấy, nó trông nó đẹp hẳn thành phố, trông nó rực rỡ hẳn lên. Lại có bốn xe buýt nữa, đường đi vào người ta tưởng như là đi vào công viên chứ không phải là thành phố nữa. Tác phẩm nghệ thuật Con đường gốm sứ đã trở thành dấu ấn trên con đường nghệ thuật của nữ họa sĩ Thu Thủy. Thành công ấy đã tiếp sức cho Thu Thủy niềm đam mê sáng tạo với thể loại nghệ thuật công cộng và ứng dụng nghệ thuật gốm trong những tác phẩm sau này. Sau con đường gốm sứ, mình đã thể hiện cái lá cờ Tổ quốc rộng 312 m² ở đảo Trường Sa lớn, và sau đấy thì mình có thể hiện cái đài phun nước bông sen vàng tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, và sau đó thì mình thể hiện một cái tác phẩm nữa là Trái tim tình yêu Hà Nội bên Hồ Trúc Bạch. Mình rất là vui khi làm những công trình này thì rất là nhiều bạn khách du lịch đi ngang qua ngay trong lúc đang làm, rồi lúc hoàn thành là các bạn kiểu gì cũng dừng lại để chụp ảnh. Các bạn có chúc mình một cái câu này mình rất là thú vị, tức là chúc bạn là không bao giờ dừng lại, never stop. Đúng là nghệ thuật công cộng là một cái nghệ thuật khó, là vì nó hiện diện hàng ngày trước mắt hàng nghìn con mắt mọi người nhìn đánh giá, có những người khen người chê, và mình cũng luôn đặt cái trách nhiệm cao là tác phẩm phải thật đẹp và hài hòa với không gian xung quanh, và tính đến cái độ bền vững của tác phẩm. Đấy, nghệ thuật công cộng là đòi hỏi rất cao cái tính trách nhiệm của người nghệ sĩ. Khi gặp chị Thủy ấy, thì cảm nhận là chị là một người rất là yêu gốm, yêu cái nghệ thuật ghép mảnh này, và cái ý tưởng của chị là chị muốn thực hiện một cái công trình mà để dành cho cộng đồng, mọi người đều có quyền thưởng ngoạn và mọi người đều có quyền yêu thích nó. Năm 2011,
nữ họa sĩ Thu Thủy trình bày ý tưởng với Bộ Tư lệnh Hải quân về việc thực hiện một lá cờ gốm sứ lớn để khi mọi người đi máy bay hay search Google Earth đều có thể nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng năm cánh của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa như một lời khẳng định chủ quyền quốc gia thông qua nghệ thuật. Ý tưởng này đã được Bộ Tư lệnh Hải quân chấp thuận. Có lẽ, trong cuộc đời, chỉ những ai đã từng ngày đêm lênh đênh trên biển và được một lần đặt chân đến Trường Sa, quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc, mới cảm nhận hết được tình yêu đất nước dấy lên trong tim mạnh mẽ tới mức nào. Vậy nên, từ năm 2012, khi lá cờ Tổ quốc làm từ gốm rộng 312m2 được hoàn thành trên đảo Trường Sa lớn như một cột mốc rực rỡ khẳng định chủ quyền biển đảo, thì họa sĩ Nguyễn Thu Thủy lại tiếp tục mải miết hết công trình này tới công trình khác như một mối duyên định mệnh không thể dứt. Từ năm 2011 đến năm 2016, nữ họa sĩ Thu Thủy đã ra Trường Sa 5 lần để thực hiện 6 công trình khác nhau. Đến nay, 4 bức tranh gốm thể hiện hình ảnh làng quê cũng như ngợi ca vẻ đẹp hiên ngang của người chiến sĩ hải quân nơi đầu sóng ngọn gió, bản đồ Trường Sa bằng gốm sứ đã hoàn thành. Và gần đây nhất là công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng được khánh thành trên đảo Sơn Ca. Nếu có ai hỏi, người phụ nữ nhỏ bé đó đã lấy sức mạnh từ đâu để làm nên những điều kỳ diệu đó, có lẽ tất cả đều được bắt nguồn từ trách nhiệm, tình yêu với biển đảo quê hương. Cái tác phẩm nghệ thuật mà đưa ra ở biển đảo, thì cái đấy là cái điều mà xưa nay không ai nghĩ tới cả. Thế mà tác giả đã nghĩ ra và đã đi trước một bước về vấn đề tư duy cho nghệ thuật ở những cái vùng xa xôi, những cái vùng biển, những cái vùng biên giới. Cái nơi đấy nó như thể linh thiêng như một cái cột mốc. Nó lại được biểu hiện bằng văn hóa Việt Nam. Nó cực kỳ ý nghĩa. Cái nơi mà đầu sóng ngọn gió, cái nơi mà rất xa cái đất liền. Mà nơi đó văn hóa của mình vẫn đến được, sưởi ấm được và phần nhiều là có tác dụng là cái sợi liên lạc, cái tình cảm liên lạc giữa người trong đất liền và những anh lính ở biển đảo. Trên những cái bức tranh gốm thể hiện ở đảo Trường Sa lớn là chúng tôi đã gửi gắm cái tình cảm đó, nói hộ lòng của cả dân tộc Việt Nam là cùng chung ý chí, cùng quyết tâm, cùng chung tay để giữ gìn biển đảo quê hương. Và một số bức tranh gốm khác thì tôi có thể hiện những cái phong cảnh thân thương của quê hương, của đất liền. Nó như là một cái sợi dây kết nối tình cảm giữa đất liền với đảo xa. Có người cho rằng nghệ thuật công cộng là viên ngọc của không gian sống. Nhưng để những viên ngọc đó được hình thành, tỏa sáng thì không phải là điều dễ dàng. Nghệ sĩ nào mà chẳng mơ ước rằng tác phẩm của mình sẽ được thành phố, quốc gia trân trọng, trưng bày tại một địa điểm công cộng. Đó là niềm tự hào khi tài năng được công nhận, nhưng cũng là cảm giác hạnh phúc khi thông điệp của họ được đến với công chúng. Họa sĩ Thu Thủy đã thực hiện những điều ấy bằng niềm đam mê nghệ thuật và tình yêu sâu sắc dành cho gốm sứ. Từ sự cống hiến miệt mài ấy, Thu Thủy đã được công chúng biết tới với một danh xưng thật gần gũi, nữ họa sĩ của gốm.